Rồi em xin chào nhà nha. Hôm nay em hướng dẫn cái nhà cách chỉnh giờ con Citizen nè, Echo Drive, đó, Estefa nha, con Estefa nè, Calendar nha, con này dạng lịch dạng niên á. Thì con này nó có mã là đây, E760 nha, đó, E760 nè. Rồi thì con này chỉnh giờ đơn giản này, thì nó có một cái núm núm âm nè, trên này với cái núm núm giữa thôi, đó, có nhiều nhiều anh em cũng chưa biết chỉnh đó, nên em hướng dẫn cho anh em thôi. Đó, rồi ví dụ nó đang bình thường nè, đang chạy bình thường nha, thì muốn chỉnh giờ này mình phải reset nó nha, rồi mình kéo núm giữa ra hết luôn. Nó núm giữa có hai hai nắp nha, kéo ra hết luôn nha. Rồi mình án giữ cái nút nút âm 5 giây, mình reset kim nó, rồi buông ra nè, kim kim quạt nè, đó, kim phút quạt nha. Rồi thì kim phút cũng quạt cái nha, cái mình cứ chỉnh về 12 giờ luôn, chỉnh mình xé kim phút cho chạy cho cái kim giờ nó về hướng 12 giờ luôn nha, chỉnh kim phút kim giờ về 12 giờ hết. Rồi về cho 12 giờ hết nè. Đó. Dần tới mình cứ nhấp từ từ thôi, dù hút cần nhấp lại thôi. Đó, về 12 giờ nè. Đó, rồi rồi khi mà mình chỉnh kim giờ 1 phút về 12 giờ, cái mình đẩy cái núm này nè, đẩy vô mắt giữa nha, tự mắt đầu á, này mình kéo ra hết rồi, giờ mình đẩy vô mắt bắt đầu để mình chỉnh lịch với kim dây nha. Đó, giờ mình cái xe tới nè, xe tới là kim dây nè, nó kim dây nó giật nè, đó, nó giật, nó mình chỉnh về 12 giờ luôn, chỉnh về 12 giờ luôn nha. Đó, rồi xong rồi mình xe ngược lại là cái lịch nữa nha, lịch là 31 nè, lịch chỉnh về mùng 1 một tay nha. Đó, cứ xe lên cái là nó giật cái nha, rồi một tay nha. Rồi ví dụ mà họ nó chưa tới thì cứ xe xuống thôi, xe xuống là bắt đầu lên lịch nha. Rồi khi mà mình reset lịch với kim đứng hết thẳng 12 giờ hết, đóng vô thôi. Đó, rồi kim nó chạy lại nè. Rồi khi mình reset kim xong rồi thì đang chạy là bình thường nè, rồi bắt đầu mình chỉnh giờ nữa nha. Đó thì đang bình thường nè, đó, mình kéo núm giữa thôi, núm giữa nó có hai mắt nè, rồi kéo cái mắt đầu tiên nha. Đó, kéo cái mắt đầu tiên thì mắt đầu tiên là mình chỉnh chỉnh năm, chỉnh tháng với năm nha, thì 12 cột số tượng trưng cho 12 tháng. Cứ mình xe tới là cái kim dây nó giật nè, nó kim dây giật nha. Rồi thì hôm nay tháng 12 nè, em chọn nhanh luôn, chọn lên tháng 12 nè, nó chọn tháng 12 nha, đó. Số 12 nha, cọc số 12 nè. Rồi năm 2021 là mình dặn lên khía nè, năm 2022 lên khía nè, đó, nhấp lên khía nè. Rồi mình chặn ngược lại là chỉnh chỉnh ngày nha, là ngày 7 nè, nhận ngược xuống ngày 8 nhảy nè, đó là chỉnh ngày vậy nha. Đó nè, ngày 8 nhảy nè, chỉnh nè. Đó, rồi khi mà mình chỉnh tháng tháng năm với ngày xong mình kéo hết. Đó, kéo hết bắt đầu chỉnh thứ thôi, cái chỉnh chỉnh kim giờ thôi. Đó, thí dụ đang đó, ví dụ đang 2 giờ nè, em chỉnh 2 giờ nè, đó. Cái xe thôi, ví dụ mà hút cái xe ngược lại thôi. Tùy theo mình chỉnh thích chỉnh thôi nha, đó. Đó, thí dụ vậy nha. Rồi. Dù em chỉnh một rưỡi nè, đó. Rồi khi mình chỉnh giờ xong mình bấm vô thôi. Kim chạy là bình thường nha. Chỉnh giờ rất đơn giản nha. Đó. Đơn giản nha. À, thì anh em mà chưa có biết á, thì cứ xem video mình hướng dẫn là biết chỉnh luôn nha. Rồi thì nó chỉnh giờ nó đơn giản nha, bằng tay vậy thôi. Rồi em xin chào nhà nha.